Bây giờ ta đã là trạng nguyên, để xem ai còn dám khinh thường ta nữa không. À không, ai dám khinh thường trạng đâu. Người trạng về nhà Lý, kẻ nào dám khinh thường trạng. Lý tôi tát cho nó vỡ mồm. Dạ đúng rồi đấy ạ. Ai mà dám khinh thường trạng nô, trạng nô cứ bảo em dẹp một phát là chúng nó sợ xanh mắt luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng bao lâu nay Lý trưởng và thằng Hầu khinh thường ta lắm rồi. Ai dám khinh thường đâu. Mời trạng về nhà Lý, Lý sẽ đón tiếp Linh Đình có sơn hào hải vị. Trạng à, đúng rồi ạ. Sao được, trạng nó phải vệ, trạng nó phải về nhà tôi này. Chứ cái lão này nổi tiếng là keo kiệt, chắc chỉ cho trạng ăn cá ươn. Đưa trạng về thôi. Này, cái thằng Lý Loàng kia, đừng có thấy người sang bác Quàng làm họ nhá. Lão mày là thấy người sang. Mời trạng về nhà Lý. Trạng về nhà tôi. Ta cũng không ngờ được rằng đến một ngày hai ông lý trưởng của hai làng bên phải kính nể ta, khâm phục ta. Thằng nào con nào dám đánh trạng nô. Trạng nô, trời ơi là trời, chưa chảy chưa chật ra còn nằm ảnh ra đấy mà ngủ. Anh không biết làm gì ngoài việc ngủ hả? Mình buồn cười thật đấy. Quanh năm suốt tháng á, ngày nào tôi cũng sang nhà cụ Lý để làm việc, để phục vụ gia đình cụ Lý. Thế bây giờ Tết nhất sắp đến rồi thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi tí chứ lị. Úi giời ơi, làm như là lắm việc lắm không bằng ý. Mà sao hôm qua đi làm về không thấy đưa tiền cho tôi đi đong gạo? Tôi làm có nửa ngày, nhưng mà sau đấy cụ ấy chê khăm tôi lại chê khăm lại cụ Lý. Thế là sao? Không có tiền. Rồi ôi là rồi, mình ơi là mình, tôi chưa thấy ai mà ngốc như mình luôn ấy. Được làm việc với cụ Lý thì phải biết nịnh nọt, đằng này cứ thẳng như ruột ngựa ấy, đã không khéo thì thôi, còn đòi chơi lại với cụ Lý. Cụ mà ghét trời nhá, mà cụ không thuê nữa, cả nhà mình ăn cám à. Biết là thế, nhưng mà cụ đã đụng vào cái lòng tự trọng của tôi, đụng vào cái danh dự của tôi, cho nên là tôi không thèm. Không thèm. Cụ Lý nhá, cụ là người có tiền, cụ nói gì, làm gì cũng đúng. Mình đi làm nửa ngày công, không phải là tiền à? Mình định làm không công à? Không phải nói nhiều nữa. Một khi đã đụng vào cái lòng tự trọng của thằng nô này nhá, thằng nô này đếch thèm nhá. Tôi không sang nhà cụ Lý nữa đâu. Nhìn mặt cụ tôi ghét lắm. Tôi ngủ tiếp đi. Có dậy không? Không. Có đi không? Không. Này này, không dậy không đi nhá, tối nay tôi cho ngủ gầm giường. Ngủ gầm giường thì còn làm ăn được cái gì nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, ngủ cũng không ngon. Đi nhanh lên. Biết rồi. Đòi tiền ngay về cho tôi. Hết là mình. Chợ xuân năm nay đông vui quá Hầu ạ. Vâng. Úi dồi ôi, cụ đang đi cụ lại dừng lại bất ngờ thế. Nhỡ đâu con đâm sầm vào chân cụ lại bắt đền tiền con thì chết con. Ô thế tao là chủ hay mày là chủ? Thì con là chủ cụ. Cụ là chủ con. Này. Dạ. Ông mày phang cho mày cái nhá. Dạ. Ái dạ, úi dạ phành phạch, mát nhỉ. Dạ. Mát quá nhỉ. Dạ. Thì nãy giờ mày toàn quạt cho mày, đứa tao là đầy tớ của mày. Thôi à, đưa đầy tớ quạt cho chủ nhá. Dạ, đâu, con đâu dám ạ. Mà cụ cứ sai luôn là mày quạt cho cụ. Cụ lại còn mày đặt hỏi ai là chủ, ai là tớ nữa. Mày thì đặt quạt đi. Vâng. Quạt mày vào. Mà cụ ơi, tí nữa lên chợ huyện, cụ cho con xin một hào để con uống nước. Chứ con khát khô hết cổ rồi. Chứ mày chịu khát sao nó kém thế. Tí nữa đi qua sông, vụt đầu xuống đấy một uống, đỡ tốn một hào. Cái thằng này. Đúng rồi, cụ lý trưởng nổi tiếng keo kiệt, không sai một tí nào. Hả? Mày bảo ai keo kiệt á? Hả? Không, con đâu có dám ạ. Cô đi. Dạ vâng. Này, mày cứ nói lằng nhằng nhá.
Lát nữa mà qua bến đỏ, tao đi đò, còn mày phải bơi đấy. Ây dạ không. Hậu ơi. Dạ. Hình như thằng Nô kìa. Đúng thằng Nô rồi. Hôm qua tao bảo nó cày mấy thửa ruộng chưa trả tiền cho nó, chắc nó gặp tao nó đòi tiền đấy. Mày bảo là tao đi họp với quan trên nhá. Bảo nó tao đi họp. Dạ vâng vâng vâng. Vâng ạ vâng ạ. Vâng. Hầu à. Thế đi đâu đấy? À thì tôi đi mua sách bút cho cụ Lý. Sao đấy? Cụ Lý á? Ừ. Thì gì đấy? Cụ Lý đâu? Cụ Lý đi Tết quan huyện từ sáng rồi. Mà ông hỏi cụ làm gì? Nhiều hôm qua tôi cày cho cụ Lý mấy thửa ruộng nhưng mà quên chưa lấy tiền. Thế hôm nay là muốn gặp cụ Lý để lấy tiền thôi. À cụ không có nhà đâu. Đến nhà tìm cũng vô ích thôi. Ừ. Thế được rồi. Thế để tôi đi tìm chỗ khác vậy. Thế ừ. Tránh ra. Cụ ơi, nó đi rồi cụ ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Mà gớm, có mấy hào cụ không giả dứt điểm nó đi. Để nó cứ đòi như thế này xong rồi đi trốn như thế này có phải nhục không? Thằng này, mày cứ làm như tiền của tao như là vỏ hến à. Thôi đi. Dạ. Trời trong xanh, nước trong xanh. Cụ ơi, có khi là trời sắp bão rồi đấy cụ ạ. Sao mày hâm à? Gần Tết làm gì có bão? Bão thì ai đi sắm Tết? Mày, bao đời nay có bao giờ Tết mà có bão đâu. Bởi vì con thấy là từ lúc con về nhà cụ ở đến bây giờ cụ mới bỏ giấy bỏ bút ra để mà đối thơ, thế thì chả sắp có bão ở cụ. Mày chưa hiểu được tài của cụ đâu. Mày hiểu chưa? Với cái tầm như mày không phải là để cụ nói chuyện về văn chương. Hiểu chưa? Mày thích nghe thơ của cụ không? Con có. Mày có thấm được thơ không? Thì mới nghe được. Con có chứ ạ. Trời trong xanh, ở dưới có mấy cái cây lơ thơ. Ôi, nghe chẳng vào tai thế nào cả. Nó cứ ngang ngang kiểu gì. Ôi, chứ nó ngang là vì tao chưa làm hết cho nên nó chưa thuận. Mày, thôi, mày đi ra kia đi. Mà con cũng chẳng muốn ở đây. Cứ ở đây nhìn cụ ngoáy như là gà bới, đau hết cả mắt. Trong đây bố láo bố biết mình viết chữ mà nó bảo mình là ngoáy chứ. Thằng này sao lạ, cứ như ngoáy cắm lợn như mày. Ôi dồi ôi, ôi, ôi. Cái gì đấy? Thằng Nô nó đến kìa. Thằng Nô nó đến đấy. Vâng. Sáng nay tao đã tránh mặt được nó rồi cơ mà. Cụ buồn cười thật. Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng phải đi đòi nợ để nó còn sắm Tết lo cho vợ lo cho con nó chứ. Mà cô ơi, thôi có hai hào trả cho nó đi, chứ suốt ngày trốn chui trốn lủi nhục lắm. Tao sẽ trả chứ tao có quỷ đâu. Xong năm tao trả cũng được mà. Mày ra ngay ngoài đấy, bằng mọi cách chặn nó lại, tao trốn. Này Nô, đi đâu đấy? Này Hầu, đây là nhà ai? Nhà cụ Lý. Chị đến gặp cụ Lý chẳng nhẽ đi gặp Hầu à? Cụ Lý đâu? Hả? Ê, cụ lại đi vắng rồi. Cái gì? Thế cụ đi đâu? À thì cụ đi công việc. Đi từ sớm rồi, chắc là cụ lên trên quan huyện. Mà ông cũng biết rồi đấy. Tên chắc đến nơi chắc là cụ đi lo mấy cái việc hối lộ quan trên đi mà. Đi hối lộ á? Ừ. Ôi dồi ôi, có tiền đi hối lộ. Thế mà thuê thằng Nô này cày ruộng có mấy hào thôi mà vẫn không giả là như nào? Ai mà không giả? Hả? Ai bảo là cụ không giả? Thì đòi mấy ngày nhưng mà đã giả đâu. Đấy ấy, là do ông chưa gặp được cụ. Ông hiểu chưa? Có trách ấy, là phải trách số ông. Tại sao không có duyên gặp được người cần gặp? Người ta đã bảo rồi, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tử phủ. Ủa ấy. Văn chương của Hầu lai láng nhỉ? Ê, chứ sao?
Này, văn chương lai láng như cái máng lợn. Làm gì đấy? Ai ở đây? Có mặt quá. Này, này, đã bảo là cụ không có nhà rồi, cứ sộc. Nhìn đi, thấy chưa? Chữ vẫn chưa ráo mở. Phải công nhận đấy, trần đời chưa bao giờ mà thấy cái chữ của ai viết nó lại xấu như thế này. Ôi rồi hả, trời trong xanh mà lại đối với cả đất đen thui, vớ vai vớ vẩn thật sự luôn. Mày suýt gì mà suýt, tôi nói thật với ông nhá, cái chữ này này, ôi rồi nét không ra nét này, ôi rồi còn lằng ngoa lằng ngoằng này, không bằng cái đứa con nít gần nhà tôi, thật không bằng cái đứa trẻ con lên ba ấy, tôi nói thật chứ. Mày nữa, cái thằng ô kia, mày bảo chữ tao viết thế này mà mày lại chê tao nó không bằng cái đứa trẻ con lên ba là thế nào hả? Chẳng có dạy không. Ai đây? Cô Lý chứ còn ai? Ông cô Lý à? Thế mà con cứ tưởng là cụ Lý đang lên kinh đi hối lộ đấy. Thế hóa ra là cụ Lý ở nhà à? Tao nói cho mày biết nhá, tao rất nhiều chữ. À thế ạ? Chẳng qua là tao chưa thích viết thôi. À, con biết mà, cụ Lý là người có ăn có học. Cụ Lý là đi vào thì hào hoa mà đi ra thì phong nhã. Cụ Lý là nợ con hai hào mãi chưa giả để cho con xin cụ nha. Bây giờ cụ không giả cho con về là con vợ con nó nhai sống con luôn đây này. Tao có nói là tao không giả cho mày đâu. Nhưng năm nay nó khó khăn. Sang năm tao giả cho mày. Sang năm hả cụ? Sang năm cụ mới giả cho con gì? Đúng không? Đúng không? Có phải thế không? Trời cụ ơi. Hả? Cả làng cả tổng ra đây mà xem này. Cụ Lý nha, nợ thằng đô này có hai hào thôi. Thôi ngay. Thôi cụ ơi. Cụ trả cho nó đi. Chứ cái thằng này nó dai như đỉa ấy. Tết nhất đến nơi rồi. Nó mà đến mấy hôm Tết thì mất đông. Mày bị mồm lại. Cụ khắc trả. Hai hào của mày đây. Ông giả cho mày nhá. Hả? Hết nợ nhá. Con xin cụ. Không liên quan gì đến nợ nần nhá. Hết nợ cụ nhá. Bớ làm nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bơ. Bớ làm nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bơ. Bạn tiên sư thằng con dài. Bình minh ló dạng chân trời mà núi che hết cả mây vờn vào đâu, ngày có mà vờn vào thung lũng à? Thế mà đã trưa rồi, chưa chầy chưa chật ra thế này rồi. Đô, thằng Đô đâu rồi? Dạ con đây bà ơi. Gọi con ạ. Mày làm cái gì đây? Ủa, bà lại hỏi con là mày làm cái gì? Thế bà đúng là nhiều việc bà quên à? Thế hôm qua bà dặn con là vần cái cối ra đầu hồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà ông đi về, ông bảo là vần cái cối ra đấy để cái nước giọt danh nó chảy xuống nó mòn cối của bà. Ông mày thì biết cái gì? Tao muốn bảo mày vần vào đấy ý, là nước mưa giọt danh nó chảy xuống ạ, nó không bắn, với lại còn có nước mà ăn. Mà đó là cái cối đá thì phải vần đi vần lại nó mới tròn chứ lị. Đúng không? Dạ đúng. Thế thì hôm nay trong làng có việc gì không? Dạ hôm nay trong làng có cúng thất thất lai tuần. Thất thất lai tuần là cái gì? Dạ là cúng 49 ngày của ông cố ngoài đầu làng bạn. 49 ngày như thế là có cố à? Dạ vâng. Ôi trời ơi, thế mà làm sao giờ này ông mày vẫn còn chưa dậy? Ông ơi! Gọi. Bà đang tiện mồm mà gọi luôn đi, bà lại còn bảo con gọi. Thế mày là bà chủ của tao là thằng đầy tớ à? Ai làm cũng thế thôi. Ông ơi, để con gọi. Ông ơi. Ông.
Trời ơi. Ngậm cái mồm vào. Này, vừa mới sáng ra bà bảo ai ngậm cái mồm vào đây hả? Tôi bảo con đâu, tôi bảo gì không? Thế cả hai cùng ngáp mà nó trông không thế à? Không ngậm vào thì có mà chết đói. Chết đói? Thế ngậm vào thì ăn vào cái lỗ nào? Ông có biết trong làng hôm nay có việc gì à? Hả? Có việc gì? Chết chết Lai Tuần. Bà ơi! Chết chết. Không phải là chết chết Lai Tuần, mà là thất thất Lai Tuần. Lai Tuần thì cũng là 49 ngày gì cũng là chết chết cũng thế thì mà mày không biết để cứ thích nói chữ. Mà đây 49 ngày ai đấy? Nhà cụ cô. Cụ đã mời chưa? Ôi trời ơi gì chồng mình hôm nay để khéo vẽ ở trong cái làng này ha, có cái tuần trai nào mà ông thiếu nước mắt đâu mà gớm, sẽ còn phải đợi mời đấy. Bà sướng nhỉ? Bà diễu chồng bà thì thấy bà sướng lắm phải không? Vạch cáo lưng lên. Ngứa à? Xin, mày gãi cho thầy mày. Không phải gãi. Vạch cáo cho người xem lưng đi. Mà tôi nói cho bà biết nhé. Người ta bảo là xuất giá là phải tòng phu, phu tử là phải tòng tử. Hiểu chưa? Tòng. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé. Bây giờ mà lấy chồng rồi mà chồng chết thì người ta gọi là gì? Đấy, người ta gọi là liệt phụ. Liệt phụ. Thế chưa chồng mà chết thì gọi là gì? Liệt phu. Thế bây giờ là coi như là lấy chồng rồi mà coi như đã chết thì gọi là gì? Liệt dương. Thế là liệt dương? Thế vẫn đang sống thì chả là dương à? Hả? Sống mà lại như chết thì có khác gì là liệt dương không? Ông đấy, ông đang nằm trong cái dạng thứ ba đấy. Này, bà tậm ngay cái mồm bà lại nhá. Ăn mới chả nói. Vì chàng thiếp phải bưng mâm, ngẫm như mình thiếp là bốc thầm cũng xong. Người đàn bà phụ nữ là phải như thế chứ. À, hơi tí là mồm cũng xoen xoét như con vịt ấy. Xoen xoét như con vịt. Bà ơi, gì? Bà, ông con ấy, đi ăn như thế là có lợi cho bà đấy còn gì nữa. Lợi gì? Mày nói tao nghe. Ông đi ăn cỗ như thế là bớt cơm cho bà đấy. Chứ mà cái mồm ông này mà hốc đủ bữa, có mà chết cơm bố mẹ. Mà lần nào ông đi ăn cỗ, ông chả mang phần về cho bà. Người bà chả hốc đẫy còn gì nữa. Nhà này có khi thằng này là thông minh nhất. Thế thì đi đi chứ còn gì nữa. Mẹ thầy. Mày chửi ai đâu? Con nói mẹ, con nói thầy. Đi thôi con đói. Mày giống như con mẹ mày, toàn nói trông không thôi. Đúng rồi ông ơi. Ông bà mà không đi nhanh cứ ngồi đấy mà cãi nhau ấy, thì các cụ bảo là ăn cơm thì đi trước mà lội nước thì theo sau, đến muộn là bát còn chả có mà lướn đâu. Thế đi thôi chứ còn cái gì nữa. Đi thôi. Đi họ. Để tôi vào tôi lấy cái tay này, mình còn mang phần về chứ lị. Cậu ơi, cậu đừng có nhong như thế, con mệt lắm. Mà tại sao cậu lại rất giống ông, cứ thích nhún được không ạ? Chứ là không giống ông thì nó còn giống ai. Nhưng mà cậu bé như thế này, tập nhún sớm làm gì? Lần nào cũng cậu đi chơi về, con cũng tím hết cả lưng nhỉ ông ạ? Nhong. Mà này, nhớ cái điều thầy dạy chưa? Ăn. Thì lập tức hà bồ ra. À. Thằng này dạ. Cũng đồng thời vén cái tay này để ông bút vào. Rõ chưa? Ông ơi, con biết rồi. Thế nhưng ông không có cách nào khác à? Có mỗi cái cách này mà ông dùng suốt mấy năm nay rồi. Bây giờ mình nghĩ cách cho ông đi. Quan trọng là có miếng ăn. Được chưa? Dạ. Năm hai. Thầy ơi, sao cứ đếm 52 thế? Không biết đếm hả thầy? Thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Sống ở trên đời, có cái việc gì không liên quan đến mình, kệ nhá. Nghe thấy gì chưa? Cái gì? Những việc gì ở trên đời ấy, không liên quan gì đến mình ấy, thì mặc kệ. Nhông. Cậu ơi. Nhông. Nhông nhẹ đây cậu ơi.
Nhà ông. Nhà với thằng thầy. Thầy ơi. Nhìn. Cậu ơi, cậu bỏ cái tay nải ra chỗ khác đi. Chứ mùi thức ăn nó bốc lên thơm lắm. Con đói con không đi được. Cô 49 mà cái thằng trai ấy làm hèo quá. Cái đĩa chả nó thái mỏng rồi nó còn bổ 10. Gương nó mang về cho mợ được có 6 miếng. Nhanh về có mợ đang chờ ấy. Năm hai. Thầy ơi, sao mai cứ đếm năm hai ấy thầy? Thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sống ở đây nhưng cái gì không liên quan đến mình ấy thì kệ. Đúng, hỏi nhiều đi về. À mà thôi, này đưa cậu về, ông ở lại đây có việc nhé. Dạ. Nhông. Cậu ơi, cậu nhông nhẹ thôi. Nhông. Cậu nhông nhẹ thôi. Không tao ném thằng thầy mà xuống ao đấy. Trời ơi. Ôi. Ôi, rồi. Năm ba. Ôi ông ơi, con xin lỗi ông ạ, cậu đấy con không được năm thua ba rồi. Con xin lỗi ông ạ, thôi mình đi về đi cậu. Năm ba. Kiếc cậu ấy. Ôi trời, đúng là 49 chưa qua mà 53 đã đến. Sống ở đời cái gì không liên quan đến mình thì... Kệ. Ai đây? Dạ. Con chào bà. Phú hộ đấy à? Dạ. Thế đến đây có việc gì? Dạ, bẩm bà, con có thể ngồi được không? Dạ, thì ngồi đi, bà dạ. Cho ngồi. Dạ. Mạnh mẽ lên, làm gì mà tón xém thế? Dạ, bẩm bà, năm hết Tết đến nơi rồi. Dạ, chả giấu gì bà. Dạ, năm nay con cũng xin được một chút lộc rơi lộc vãi của ông và bà. Nên cuối năm con cũng có một chút quà rất nhỏ để ông bà dùng thử. Dạ, bẩm bà xem qua được không? Ừ. Dạ. Này. Bà ơi. Dạ. Đội ơn bà. Đấy, cũng nhờ lộc của ông bà cho nên con cũng được mở mày mở mặt. Năm hết Tết đến rồi. Sang năm mới thì con cũng kính chúc ông bà sức khỏe, dạ vạn sự như ý, đắc tài đắc lộc, dạ và cũng lưu ý đến đám chúng con, cho chúng con xin một chút lộc rơi lộc vãi như năm vừa rồi ạ. Dạ. Này, dạ. Bà là bà thấy ở cái làng này ấy, có mỗi nhà phú hộ là biết trên biết dưới, sống biết điều nhất đấy. Dạ, con là muôn đời bao giờ cũng phải biết trước biết sau bà. Bà ơi, con hỏi khí không phải chứ ông Lý đi đâu rồi hả bà? Ôi trời ơi, đấy, nhắc đến ông là bà lại buồn. Ủa, sao lại buồn hả bà? Bà phiền lắm. Dạ. Ôi trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi, bà thì trăm công nghìn việc. Vâng. Mà ông lúc nào cũng chỉ có tổ tôm thôi. Ủa thế ạ? Bà buồn lắm. Ủa thế thì đấy. Bà vất vả thật đấy ạ. Ừ. Nhưng mà... Bao nhiêu việc phải lo, Tết nhất rồi. Thế, bà ơi, thế cụ thể là cái việc gì? Con có thể giúp gì cho bà được không ạ? Giúp được đấy. Ừ. Thì nhân công ở nhà bà đấy, nhiều người, nhưng mà nó không làm được việc. À, thế có nghĩa là Tết đến nơi rồi mà bà chưa sắm sửa được cái gì ạ? Đã sắm sửa được cái gì đâu. Đây này,
nhìn đây này, đấy, buồn lắm. Rồi ôi, cái việc nhỏ như thế thì bà cứ để con lo. Bây giờ bà thiếu cái gì? Bà thiếu bánh chưng đúng không? Ừ. Con lo cho bà. Bà thiếu thịt lợn đúng không? Ừ. Đào quất bà đã có chưa? Chưa. Ôi dồi ôi, con sẽ lo cho bà. Ừ. Ngay ngày mai thôi là bà sẽ đầy đủ, không thiếu một thứ gì ạ. Ừ. Bà ưng, bà ưng. Vâng. Bà sẽ nói chuyện này với ông nhá. Dạ, ừ. Bà cứ yên tâm chăm sự rồi. Con lo được hết. Bà không phải lo thêm bất kể việc gì, dù là nhỏ nhất. Bà cứ giao cho con, bà nhé. Nhưng mà bà vẫn buồn. Vẫn buồn à? Ừ. Bà buồn nhiều lắm. Nhiều chuyện lắm. Thế bà buồn nhất là cái gì? Con có thể giúp bà được không? Buồn nhất là cái chuyện nhân công ấy. Làm sao hả bà? Kẻ ăn kẻ ở đấy. Nhà bà nó nhiều lắm. Nhưng mà chúng nó có biết làm gì đâu. Ôi thế thì chết. Thế thì gọi là tốn cơm tốn gạo đấy bà. Ừ. Thế bà phải xem thế nào. Chứ như thế con thấy là không ổn. Bà cũng thấy không ổn. Con hiểu rồi. Tức là bây giờ bà cần một thằng ở là, ừ. là khỏe mạnh. Ừ. Hay làm. Ừ. Mà lại ăn ít. Ừ. Ui dồi ôi. Đúng rồi. Duyên trời định bà. Con hiện tại bây giờ là con lại có một thằng người ở. Nó đúng như ý của bà luôn. Con nói bà nghe nè. Thằng này nó làm thì ui dồi, từ sáng đến đêm quẩn quật. Mà đặc biệt là nó ăn là chỉ có bằng 1/5 người bình thường thôi. Nó như con tiểu hưu ấy bà. Nó chẳng là nó chỉ biết vào mà không biết ra. Ừ, được. Thằng này được. Vâng. Bà ưng. Dạ. Thế thì mày mang thằng ấy sang đi cho bà. Dạ. Cái thằng ở này là hồi con mua nó là mất 5 đồng. Ừ. Đấy. Mấy hôm vừa rồi là có người giả con là 3 đồng. Tức là con đã lỗ 2 đồng rồi. Ừ. À, không, bà yên tâm, với bà thì con không dám như thế. Con chỉ dám lấy bà một nửa, tức là đồng rưỡi. Úi giời, mày định mặc cả với bà dạ, hả? Dạ, con đâu dám mà. Đồng ba, bà không nói nhiều. Sao? Không sao, đồng ba cũng được mà. Ừ. Nhưng mà thằng này... nó chăm lắm, nó làm quần quật. Còn... được rồi, yên tâm, đồng ba. Nếu mà nó về đây nó biết làm việc, thì lúc đấy bà thưởng mày thêm. Dạ, thế thì còn gì bằng nữa. Mà con nói một lời là một lời. Nếu như mà bà vẫn còn không tin con, thì ngay ngày mai con xin kính mời bà sang bên nhà con. Bà gặp nó là bà sẽ cảm nhận thấy được ngay là cái sức khỏe của nó. Bà chỉ cần nghe thôi là bà đã thấy ưng rồi đấy. Thôi, nhở? Vâng, thế thôi bà nhé. Ừ. Bây giờ con cũng xin phép bà. Ừ. Con cũng phải đi một số nơi nữa. Ừ. Thế thôi đi. Dạ. Đi mà hối chứ còn gì nữa. Dạ. Mà này, hối là nhớ đừng có lộ nhá. Dạ, bẩm bà, con có hối lộ ai bao giờ. Ừ. Dạ, kính bà. Ừ. Con về. Ừ. Con về. Về đi. Trời ơi. Xong rồi, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Xong rồi, phải ăn cơm thôi. Cơm gì, vui thế nhỉ? Ông, phải, vui. Xong rồi, vui, phải ăn cơm. Phải ăn cơm. Xong rồi, phải ăn cơm thôi. Đói, còn đói lắm. Đói lắm rồi. Đã đến giờ chưa mà ăn cơm? Chưa rồi mà. Đã làm được cái gì chưa? Làm xong hết rồi ông ơi. Con nhá, rửa bát, lau nhà, dọn vườn. Tốt. Rồi con ra cuốc hết một thửa ruộng. Đói. Về nhà ăn. Về ông Phú ăn cơm. Ngày xưa ông hai thửa còn chưa ăn cơm cơ. Giờ một thửa ăn cơm rồi. Nhưng mà việc ông giao
con làm hết rồi mà. Thế được rồi, ông hiểu mà, ông thương các con lắm. Chúng mày là quanh năm là đầu tắt mặt tối, đúng không? Cho nên hôm nay là ông mang cơm ra cho con. Cứ ngồi xuống đây đã, từ từ ăn. Thơm. Ông cũng ngồi luôn. Ông ơi, ông mang gì cho con ăn đấy? Ông đã bảo rồi, là ông thương các con lắm. Đặc biệt là hai vợ chồng con ấy, cứ làm lũ tất bật suốt thôi. Chính vì thế mà hôm nay nhà ăn sơn hào hải vị, cho nên là ông nhớ đến các con, ông mang ra tận nơi để cho các con ăn. Chứ không lại bảo là ông không để ý quan tâm gì đến các con. Ông mang sơn hào hải vị cho con ăn. Vui không? Ông Phú tốt. Ông là tốt nhất ở cái làng này rồi đấy. Nhớ, đừng có phụ công của ông. Ông đã mang ra đến đây rồi ấy, thì cố mà ăn hết nhá. Không là mang về là phí là phải tội đấy nhá. Nào cứ bình tĩnh. Ăn con ăn đói. Đói thì ông hiểu rồi, ông biết rồi. Nhưng mà đói là mình cũng phải có cái từ từ bình tĩnh, phải nhịn cái cơn đói của mình lại đến khi mình thưởng thức. Úi dồi ôi, lúc đấy nó mới bỏ cái mồm. Nhưng mà tôi đói lắm rồi. Ông bảo này, lau cái dãi ở mồm. Đói, đây nhá. Con ăn đấy. Trước khi ăn thì để ông nói cho con hiểu hôm nay nhà mình ăn những cái gì. Chả giấu gì con, nhà hôm nay là có yến tiệc. Chính vì thế mà gà hấp lá chanh. Gà hấp lá chanh, con thích gì? Cá chép om dưa, tôm mà hấp xả, tuyệt vời. Cuối cùng là cầy tơ bảy món, cái dựa mặn đấy chứ mà ông hiểu còn thèm. Con thèm cá hấp lá chanh. Rồi ăn. Kìm thế. Đây rồi, đây nha, con nhìn này. Ông mở ra một cái thôi là mùi hương của nó sẽ quyện vào, nó bay lên. Mà nhớ là không được phàm phu tục tử, tức là ăn là không biết để cắm mặt vào là không được đâu nhá. Con phải giống ông nhá, ngồi hai tay vắt để giống ông như này, thần thái nó phải giữ được. Con ngồi giống ông thôi, như là ngồi thiền ấy. Ông cho con ăn đi. Từ cái thằng này mày chín đời làm nông dân là đúng rồi. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Hôm nay là ông dạy con, là dạy con học ăn. Làm là mày làm, là ông hiểu là mày làm được rồi. Nhưng mà ăn là nó khó lắm nha. Con hiểu rồi. Chuẩn bị này. Ông muốn dạy con làm người sang trọng. Đúng rồi. Ông mở cái vung này ra. Ông đếm 1, 2, 3. Lúc đấy là con mới được hít một hơi sâu nha. Thế. Bây giờ con nhắm mắt lại. Ông mở cái vung này ra, người con hít một hơi thật sâu, con bê lên rồi con ăn luôn. Đúng rồi. Con nhắm mắt luôn. Ông mở. Con đói rồi. Người ta cứ bảo ông là mày ngu, nhưng mà thật ra là mày khôn lắm đấy chứ không phải là ngu đâu nha. Con học nhanh nào. Thôi nào, chuẩn bị nghe này, bắt đầu rồi. 1 2. Hít sâu, hít sâu nhá. 3 phát là hít luôn, là hít hàng. Cúi thấp cái đầu xuống, gục vào đây này, đấy. Ba! Hít sâu. Ông ơi! Sao chỉ có mỗi cơm? Mỗi cơm là thế nào mày bị gặp? Sơn hào hải vị đâu? Ông nói dối con rồi. Mày cứ đặt xuống. Đặt xuống không? Đây mà là cơm. Đây chả có mỗi cơm là gì? Tao hỏi mày đây là gì? Cơm lạc. Đây. Thế mà ông bảo con là có sườn hào hải vị. Ông Phú lừa rồi. Tại sao cái đầu óc của mày nó không nhìn xa trông rộng được? Chín đời nhà mày chỉ đi cày rô cuốc bông cũng vì cái lý do đấy đấy con à. Nhìn thế nhưng mà không phải là thế. Mày không hiểu à?
Ôi giời, nhìn mặt mày kìa, ngu không cái gì đấy. Bây giờ thế này nhá, mày nhắm mắt lại và mày nghĩ mình đang đi dự một buổi yến tiệc, hàng nghìn người cùng đi ăn cái bữa yến tiệc này. Đây, mình cầm vào một món ăn. Mày nhìn cái ông đang ăn cái gì? Ông đang ăn cái gì á? Ăn cơm. Mày dở, mày dở, mày dở à? Ăn gì? Ăn gì ông ơi? Ngon, 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 ngon không? Ông ơi! Ông ăn gì đấy? Tôm. Ngọt tím, tím. À! Con hiểu rồi! Bây giờ cứ nhắm mắt lại, từ tưởng tượng ra là mình sẽ được ăn trơn thảo này. Thử đi. Mày con thử đi. Bốc một miếng. Con tưởng tượng. Bốc một miếng. Con đấy, ông bốc cho con. Nhắm mắt lại, tưởng tượng. Bốc một miếng. Ăn gà xé. Gà xé, gà xé, gà xé, 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 nó ra. Xé, nó ra, phao câu đấy con. Phao câu. Úi dồi, mặn chưa? Cắn một phát là mỡ nó phọt sang hai bên. Thế là. Ngon không, ngon không con? Ngon không ạ? Cái đít gà mà nó đã ngon như thế rồi thì đừng nói là cái đùi. Ông ơi, con tưởng tượng đâu, ông đứt cho con nhá. Đã đếp được, thôi rồi. Cái món gà là mình dừng lại ở đây nhá. Mày nhìn ông đây này. Bây giờ ông rút cho con đi. Con đói rồi, ông không được ăn nữa. Con tưởng tượng. Tao ăn cho tao đâu. Đây là hai ông cháu mình cùng ăn. Đây, ông lại cho con. Đây. Há mồm to ra. Ơi ơi, ăn đi. Nghĩ đi con. Cái gì đấy? Cái chó. Mùi húng. Tâm thế. Rượu mặn mùi nó dậy lên như thế mà có chén rượu. Đây rượu này. Rượu, há mồm ra rượu này. Rượu này, đấy. Đấy chưa? Chưa hết đâu. Rượu ngon. Đây nha, hôm nay là con lao động cật lực này. Con ăn một miếng gọi là cá đi nhá. Cá om dưa nhá. Cá om dưa. Như ông ạ, ăn như ông ạ. Cá om dưa. Ui, con cá to đùng. Cái bụng cái con chép này nó mỡ. Cái bụng con chép này mỡ. Ê, hao xương rồi ông ơi. Cái thằng này tham. Con giả vờ đây, cá ngon quá. Người ngồi ở mâm mà nhìn thấy con như thế là người ta khinh. Người ta bảo là không biết thưởng thức. Dương thì phải nghe, phải nhằn nữa. Cả đời không ăn cá bao giờ. Ông ơi. Yeah. Con no rồi. No chưa? No rồi. Cảm ơn ông. Cho con ăn toàn sơn hà bảy vị. Thôi, no rồi. Bây giờ con đi ngủ đây. Ông bảo này, ông con mình là no rồi. Ông mang về nhá. Vâng, ông mang về. Ừ. Con no rồi, con đi ngủ. Tìm được một chỗ mà nghỉ ngơi nhá. Ông ơi, thế bây giờ con lên gốc đa, con ngủ. Sao thế ông? Gốc đa là gốc đa nào? Ở đây không có một gốc đa nào cả. Con phải tưởng tượng ra là con đang nằm ở một nhà ngói ba gian, sơn son thép vàng. Sập vụ tủ trẻ. Con đang nằm ở trên một cái sập mà không ai có cái sập đấy đẹp bằng nhà con được. Anh con hiểu rồi. Bây giờ con sẽ lên gốc đa con nằm gốc. Nhưng đa. Mà con tưởng tượng ra con đang ngủ trong một lâu đài nguy nga trắng lẻ. Con đi lâu đài ngủ đấy ông ơi. Thì đi nhá. Ông ngồi đây con ngủ rồi. Con lại đi cuốc đất cho ông. Hai thửa con nhá. Bốn thửa cũng được. Mình may mắn thật. Thế nào là vớ được đúng thằng ngu.
ở đời mà cứ gặp được bốn thằng như thế này, chả mấy mà giàu nhất làng. Mày cứ nằm mà mày nghĩ đi nhá. Ông về. Gòn bát. Bát thế. Đẹp thế. Đây. Dậy, 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 dậy. Dậy nhanh. Ông xuống đây, dậy nhanh. Công chúa. Công chúa cái gì mà công chúa. Mà này nhá, ông tơ tưởng đấy con nào mà ngon quá, mát quá, đẹp quá hả? Tơ tưởng gì đâu. Tao đang tưởng tượng. Tưởng tượng cái gì? Tưởng tượng đang ngủ trên một lâu đài đẹp, ăn sơn hà hải vị, vợ là công chúa, chồng là hoàng tử. Có mà hoàng tử khờ ấy. Hoàng tử khờ, với công chúa khờ. Từ nay ấy, mình cứ tưởng tượng ra mình là công chúa, là hoàng tử. Không phải khổ nữa, khổ nữa. Thôi đi về đi ông, đi nhé. Sao đấy? Đói. Thế trưa không ăn uống cái gì à? Ăn rồi. Ăn rồi sao còn đói? Ăn. Nhưng bây giờ đói. Ăn sơn thơm sơn hào hải vị. Ui. Ăn cá, ăn gà, ăn sơn hào hải vị. Ngon lắm. Mình nói luyên thuyên cái gì đấy? Mà ăn cái gì? Trưa nay, ông Phú mang cơm ra. Đây mà là cơm. Đây chả có mỗi cơm là gì. Nhìn thế nhưng mà không phải là thế. Bây giờ thế này nhá. Mày nhắm mắt lại và mày nghĩ. Mình đang đi dự một buổi yến tiệc. Hàng nghìn người cùng đi ăn cái bữa yến tiệc này. Đây. Mình cầm vào một món. Ăn. Mày nhìn cái ông đang ăn cái gì? Ông đang ăn cái gì? Ăn cơm. Mày dở. Ăn gì? Ăn gì ông ơi? Ông ăn gì thì đấy? Tôm. Ngọt tím, tím. À! Con hiểu rồi! Bây giờ cứ nhắm mắt lại. Từ tưởng tượng ra là mình sẽ được ăn cho nào hả? Thử đi. Con thử đi. Con tưởng tượng. Bốc một miếng. Con lấy ông bốc cho con. Nhắm mắt lại. Tưởng tượng. Ăn. Gà xé. Gà xé. Gà xé. Phao câu đấy con. Phao câu. Úi giời mọc giời. Cắn một phát là mỡ nó phọt sang hai bên mắt. Thế nào. Ngon không ạ? Ăn bao nhiêu? Thế mà bây giờ đói. Đói. Đói rồi phải không? Đói rồi. Mà cái lão Phú này cũng ác ôn cơ. Mình làm quần quật từ sáng giờ mà lão còn cho chị ăn cơm không thôi à? Thôi, đi về. Em luộc khoai cho mình ăn nhá. Về nhà. Luộc khoai. Lại ăn khoai à? Ăn khoai, chồng sẽ nghĩ ra bầy cá mập, sơn hào hải vị, nem công chả phượng, đi về đây. Tưởng tượng cái gì mà tưởng tượng. Trên đời này ấy, làm gì có cái món ăn gì mà nghĩ ra được là ăn được đâu. Đúng là cái lão Phú gian ác. Thôi, mình đi về, em luộc khoai cho mình ăn, đi. Đi về. Về nhà, luộc khoai, cho chồng với. Đi. Con trâu này vụt gãy cả que mà mày vẫn không đi. 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 Ba. Tự. Bên trái. Đi. Cay khỏe. Chưa về ông cho cắt cho cánh cỏ. Đi ra. Trăng trái. Trăng phải. Rồi. Chân thực, đứng lại, chân thực, đấy,
cây khỏe chưa về ông cho cỏ ăn nữa. Đến từng con đang làm cái gì đấy? Thì con đã bẩm với bà rồi, thằng này là nó chăm lắm bà ơi. Đấy, vừa rồi bà biết nó làm cái gì không? Nó đang ngủ đấy. Mà nó ngủ mơ mà nó vẫn đang nghĩ là nó đang chăn trâu cắt cỏ đấy bà. Sang bên phải, sang bên trái đấy, bà nhìn thấy chưa? Bà ưng. Chưa hết đâu bà nhá, thằng này 1 đồng 3 là quá rẻ rồi, hời lắm bà. Được rồi, thì cứ 1 đồng 3 đi, về nhà với bà, nó mà chịu khó làm ăn thì bà thưởng thêm cho. Có 3 đồng cũng rẻ mà. Chưa hết đâu, bà xem nhá. Thằng này nó ăn rất ít, chỉ bằng 1/5 người khác thôi. Nó giống như kiểu con tiểu hưu, chỉ biết vào mà không biết ra. Cái này bà khoái. Thôi, mày gọi nó dậy xem. Vâng, để con gọi nó dậy. Chạy đi con. Ông Vũ, ông này, con đang làm mà ông người đẹp con dậy. Đấy, bà thấy chưa? Đánh thức nó dậy mà nó còn cáu. Đi mẹ con làm. Thì thôi con ơi. Này, có bà Lý đây con này. Dậy. Bà bảo, mày nhìn thấy bà mà mày không chào. Chào bà đi con. Con chào bà Lý. Con phải làm không nhìn thấy bà Lý. Thằng này thật thà bà. Bà thà. Này, thế là đã xong hết cả việc chưa? Ông ơi, con làm xong hết rồi. Làm gì con việc gì đâu. Tháng nhá, con gánh nước này, bốc phân này, cày hết mấy thửa ruộng này, còn tắt hết cả cái ao to nhà ông. Này, ao đâu ra? Ao nào? Ông không biết rồi, nhà ông có ao mà ông lại không biết. Ao nào? Ao đâu ra? Nhà ông chả có ao. Vớ vẩn, nhà tao có ao mà tao lại không biết. Ông biết làm sao được, vì cái ao của ông nó ở trong cái suy nghĩ của con. Con tưởng tượng năm nhà ông có một cái ao to, con tát hết nước. Con tát nước, con bắt lên mấy con cá to chưa về thịt cho ông ăn. Thực tế là mày chưa làm cái gì cả? Vâng, chưa làm gì hết. Con chỉ nằm đây con tưởng tượng ra làm thôi. Này, từ từ để bà hỏi. Từ nãy đến giờ mày nói cái gì mà bà không hiểu gì hết? Mày nói lại cho bà nghe nào. Bà hiểu làm sao được. Bà ơi, hả? Ông con bảo ăn, cứ nghĩ cái gì là được ăn cái đấy. Thì làm, con cứ nghĩ cái gì là làm cái đấy. Từ sáng đến giờ chỉ nằm đây nghĩ thôi. Ôi giời ơi. Thế mà bảo rằng là nó chịu khó lắm, nó lại còn không ăn cái gì hết. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, trên đời này bây giờ làm gì còn người nào như thế nữa hả? Vừa chịu khó làm ăn lại còn không tốn cơm. Làm đâu ra, móc đâu ra hả? Đã thế nhá, phạt 1 đồng 3. Ôi, đắt thế hả bà? Bà ơi, con xin bà. Này, cho chết. Tưởng lừa ta mà được à? Này, lừa ta thì được, lừa vợ ta khó lắm. Tham thì thâm. Đây, em đây. Ôi thầy hai bác ơi. Em hỏi khí không phải chứ, bữa nay xong thì ai là người thanh toán nhỉ? Mày quay cái ngón tay ở phía mày đi. Nó đã ăn uống xong đâu mà lo thanh toán đấy. Ý em nói ấy là thanh toán của những cái bữa lần trước. Chứ bữa nay em nói làm gì, đã ăn uống gì đâu. Thì cứ xong rồi nó tính. Đi rồi, cứ vào đi. Thế bây giờ là cứ tướng đổi cho đồng, đổi cho tướng, chứ thế này chả biết ai thanh toán. Thì đi vào đi. Thôi, mất cái ngon này. Ăn không thanh toán thì có mà ăn cái gì. Rồi đánh cháy nguyên ăn. Lần sau đi với thầy ấy, con nhớ phải thanh toán trước. Thầy. Cái gì? Không có. Rơi cái gì vào đầu à? Con đang xem trên đầu thầy, nó có giống đầu con không? Đầu này. Thầy làm sao giống con được? Đây, thầy xem. Này, thấy chưa? Có 2 cục nhú nhú lên này. Đấy. Đấy. Con thấy gì đâu? Không thấy á? Không. Thế mà cả làng cả tổng này, người ta bảo là con đang mọc sừng. Nó vật ra luôn này.
cúi sở mó nhú. Khổ thế đấy thầy ạ. Ngày xưa các cụ dạy là gì? Đập đá thì xem thớ, lấy vợ thì xem mông, lấy chồng thì xem giống. Giống nhà con thì tốt rồi. Thế con gái thầy ấy, mông của nó như thế là quá chuẩn rồi. Nó để cho mày hai đứa con đẹp như trong tranh còn gì nữa. Vâng, con biết là mông vợ con nó đẹp. Đấy, hiền lành nết na. Đấy. Nhưng con nói thật nhé, vợ con chắc gì đã phải là giống của nhà thầy. Mày đừng có nói láo nhá. Thế thì kể hai đứa con mày chắc gì là con của mày. Thầy nói đúng đấy. Thế thì trên đầu con này, cái nỗi nhục này nó mới dần dần nó lớn lên. Con phải đội cái nỗi nhục đấy hàng ngày, thầy hiểu không? Vâng, con biết là con của thầy rất là trung thủy, hiền lành và nết na. Hiền lành, trung thủy, nết na như thế này này. Mình ơi, Mình ơi, tôi về rồi này Mình ơi. Mình ơi. Ôi trời, chết rồi. Ôi trời ơi, anh ơi, chồng em về rồi. Về thì kệ nó, làm sao? Ôi trời, không được đâu, chồng em phát hiện ra là chết. Bây giờ nó làm nào? Anh trốn đi. Đi đâu? À, đây. Anh chui vào đây nhanh lên. Chui vào đây được không? Được, chui vào nhanh lên. Lên chồng em vào bây giờ. Mình ơi. Mình. Mình về rồi đấy ạ. Mình. Ôi giời, nhớ mình quá. Cái gì thế này? Ôi giời, con chó. Con chó à? Vâng. Con chó mà mình lại nhét nó vào bao như thế này à? Dạ. Ôi giời ơi, cái con chó này. Tại sao mày lại chui vào bao này hả? Đấy, mình thấy nó kêu tiếng chó đấy mình. Khổ thân con chó, đã cho mày vào trong bao rồi lại còn kêu. Mình ơi, bây giờ mình vào tắm rửa đi. Vâng. Thôi được rồi, tôi vào tắm rửa. Mình chờ tôi nhé. Vâng ạ. Con chó này. Mình ơi. Đấy, thầy xem. Thôi rồi, đã thế thì hôm nay nhá, thầy với mày sẽ thay trời hành đạo luôn. Cái thằng đấy nó to gấp đôi thầy đấy. Thầy có dám ăn nó không? Thầy tiếp sức, đi về luôn. Được. Nghe. Hai bác đừng có đứng lên vội. Gì đây? Cứ ngồi xuống em nhờ tí. Nhờ đây. Hai bác cứ ngồi. Bạn. Thế bây giờ là ai thanh toán cho em nhỉ? Này, lại tiếp tục ghi vào sổ này nhá. Ngày mai tôi xử lý trong việc thầy ra trả tiền nhá. Ôi trời ơi, mai ra ơn thưởng à? Cứ tướng đổi cho đồng đổi cho tướng thế này thì lấy cái gì mà buôn mà bán? Khổ quá thật. Tôi ở cái làng này tôi có chạy ra khỏi cái làng đâu. Nói cho mà hai bác biết nhá. Ngày mai mà một trong hai người nhá, bố không ra thanh toán, con không ra thanh toán, nhưng mà lần sau ra đây thì có ăn cái gì? Ăn cái bánh đà ấy. Cái chán bánh đà thì ăn cái gì? Cứ đi. Đi. Đấy, đúng là giỏi nhà ai qua nhà đấy. Thầy làm sao bảo sao con rể nó chả thế. Ngày mai mà không dạ nhá, đến thì cũng mà ăn cái lộ ruột. Đây, thầy, con mời thầy. Thầy vào đây. Thầy, mình. Mình cái gì, thầy cái gì? Này, không phải hốt hoảng nhá. Mắt không phải láo liên như thế nhá. Này, hôm nay tôi mời thầy về đây để chứng kiến nhá. Đấy, thầy thấy chưa? Dạ, thầy ơi. Nhưng mà đêm hôm như thế này rồi,
thầy không ở nhà với bu con, thầy sang đây làm gì ạ? Ồ, sang đây làm gì? Tức có nghĩa là bây giờ mỗi lần thầy sang thầy phải xin phép con mà. Đúng rồi, phải xin phép à? Phải đúng giờ mới được sang à? Đúng giờ mới được sang à hả? Hôm nay thầy sẽ thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo nhá. Thầy sẽ gỡ bỏ cái sừng ở trên đầu chồng con xuống. Ồ, nhưng mà cái sừng ở đâu ạ? Con có thấy đâu. Này, cô đừng giả vờ ngây ngô nữa nhá. Cô không phải trợn mắt lên, mắt cô đã đủ to rồi nhá. Này, cái sừng này nó tồn tại, nó lớn lên từng ngày, nó là nỗi nhục của đời tôi, có biết chưa nhá. Và ngày hôm nay nó sẽ được dỡ xuống nhá. Thầy đấy, cái thầy gì nhìn rồi? Đi hôm trước thì nó là con chó, hôm sau nó là con mèo. Thế còn hôm nay nó là con gì? Nó là đá. Nó là tảng đá. Đá đấy, thầy chứng kiến nhé. Đã hết 12 con giáp rồi, bây giờ chuyển sang là đá. Nó mà là đá thì phải đấm và đạp luôn. Vâng, thế thì con mời thầy ạ. Ôi thật thật, thầy ơi, đừng. Cái gì, con cái... khuyên thật thầy là thầy đừng đấm, nó sẽ đau đấy ạ. Này, hôm nay có thầy ở đây nhá, ngồi xuống. Ngồi xuống để nhìn thế này, thầy thay trời hành đạo nhá, con mời thầy. Thầy. Nó là đá vào. Vâng. Thầy sẽ đấm. Vâng. Ngày gì? Đá. Chết chưa hả? Thầy bị sao đấy? Ôi dồi, đá thật hay sao nó cứng thế này? Thầy yếu thế, thế cũng gọi là thay trời hành đạo. Thầy nhìn con đây này, con đá, đá này cho nó tan đời nó luôn nhá. Mình ơi, mình ơi. Ôi dồi, con đã bảo là đá rồi. Mày đã sáng mắt ra chưa? Cái gì thế này? Trời ơi. Thầy ơi, đá thật. Tôi nói đá đi, con không tin. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau hơn một tí là nghi ngờ. Tí nữa thì mày làm cho gia đình nó tan nát. Rồi thầy tí thì còn gãy cả tay. Đau quá thầy. Con xin lỗi thầy. Là đúng là con đã không tin tưởng vợ con. Con kéo thầy vào chồng này tí nữa thì tan nát cả gia đình thầy ạ. Chứ còn gì nữa. Mà thầy ơi, vô lý quá. Tại sao lần trước con chó con đánh nó kêu, con mèo đánh nó kêu, cái lần này nó lại là viên đá nhỉ? Thì mình kêu. Rồi tại sao viên đá nó lại ở đây nhỉ? Mà tại sao cái viên đá ông nó lại xuất hiện ở trong nhà mình cái chứ đi? Đá ông đâu mà đá ông, đá vôi. Đá ông. Đá vôi. Khổ quá, đá ông lù lù đây thầy. Rõ ràng đá vôi. Thầy một cười, đá bảo đá ông mà. Đá vôi. Đá tảng. Hả? Đúng là hai ông tổ đức.